Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4, tại khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30F40985 bất ngờ mất lái, đâm đổ rào chắn rồi lao thẳng xuống kênh nước. Rất may sự việc trên không có thiệt hại về người. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.